Đức Phật có cho Chư Tăng nhận đồ cúng dường là tiền vàng châu báu không? Xin chào mọi người, lại là Huyền đây. Chào mừng mọi người đến với chuyên mục Nói có sách, mách có chứng. Gần đây xôn xao vụ việc Chư Tăng nhận tiền cúng dường. Thế thì Đức Phật có dạy cho đồ chúng của mình được nhận tiền vàng không? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Chắc là ai cũng đã biết Đức Phật rất từ bi, Ngài dạy cho các đệ tử cách tu tập để giải thoát và việc ứng xử với các đồ cúng dường cũng là một phần quan trọng. Vì Chư Tăng là đối tượng được Phật tử cúng dường, một số người đang cho rằng Đức Phật cấm Chư Tăng nhận đồ cúng dường là vàng bạc, châu báu, tiền là sai, không đúng với lời Phật dạy. Vậy, chúng ta hãy tìm hiểu trong kinh, Đức Phật có dạy cho đồ chúng của mình nhận đồ cúng dường là vàng bạc, châu báu không nhá? Trong căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia tạp sự quyển thứ 18, mình thấy kinh có đề cập đến việc, sau khi Ngài Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn, xá lợi của Ngài được ông cấp cô độc xây dựng tháp thờ khi ấy, mọi người đến cúng dường rất nhiều. Trong đó có một đoàn thương nhân, trước đây là đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất cúng dường rất nhiều vàng bạc châu báu tiền của. Các vị tỳ kheo không biết xử lý thế nào với số đồ quý giá này. Và đây là cách Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo. Đức Phật dạy, vỏ ốc thổi vang tiếng được nên dùng vào chỗ hình tượng chiêm bộ. Những vật chân bảo khác nên giữ lại nhiều ít cúng dường việc sửa sang tháp xá lợi tử. Nếu có y vật có thể treo cúng dường nên giữ lại nhiều ít để vào ngày trai nhật treo cúng dường. Những vật như y phục, vải lụa và tiền bối, hiện tiền tăng nên cùng nhau phân chia, chính là sử dụng hợp lý tài vật của đồng phạm hạnh. Đây chỉ là cách phân chia vật của tháp xá lợi tử, nếu vật thuộc tháp Phật đều dùng vào tháp. Từ kinh điển, chúng ta có thể kết luận rằng Đức Phật có cho phép Chư Tăng giữ lại những đồ cúng dường quý báu và Ngài dạy cho Chư Tăng cách sử dụng chúng sao cho hợp lý, chứ không phải Đức Phật không cho Chư Tăng nhận tiền bạc. Ngày nay, các sư cũng phải xây dựng chùa chiền, bảo dưỡng di tích để chúng ta có nơi lễ bái Phật được sạch sẽ trang nghiêm. Nơi đây cũng thường tổ chức các khóa tu để giúp cho thế hệ trẻ biết suy nghĩ, làm những điều thiện lành. Không những thế, các nhà sư cũng tham gia các việc tốt đời đẹp đạo như đi từ thiện, các hoạt động an sinh xã hội. Như chúng ta thấy, Phật Pháp đã đồng hành cùng dân tộc từ lúc đất nước còn khó khăn đi lên đến ngày hôm nay. Những hoạt động này đều mang lại những giá trị thiết thực đến cho mỗi cá nhân và cộng đồng. Cho nên, việc nhận cúng dường của Chư Tăng là không sai với lời Đức Phật dạy. Vì thế, chúng ta cần phải có kiến thức trước khi nhận xét một vấn đề để tránh tạo nghiệp. Đôi lúc, có những việc mình tư duy thấy hợp lý nhưng chưa chắc đã đúng với sự thật vì đôi khi quan điểm của mình chỉ là phiến diện mà thôi. Trước tình hình Phật giáo bị bôi nhọ, chúng ta cần cảnh giác trước truyền thông bẩn, xuyên tạc pháp Phật. Nếu thấy hay thì hãy like và share video giúp mình nha, và cũng là để lan tỏa sự thật đến những người còn đang hiểu sai nha. Cảm ơn mọi người. Bye!